Các chị ơi, nếu mình đang tìm kiếm một em đầm trong lạ mắt hơn, đồng thời là gam màu bọc tông da trắng sáng, thì đừng bỏ lỡ mã sản phẩm TTV1557 em chị đang diện trên người nha. Với chất liệu vải là jean kim sa, mềm mại nhẹ nhàng giống như là kiểu giả jean cho mình vậy đó các chị yêu ạ. Thì dáng đầm này là xuân A, đặc biệt đối với các chị yêu eo to, eo bánh mì, yên tâm mà diện, đường nào cũng sẽ che được khuyết điểm rất là tốt cho mình luôn nha. Điểm nhấn mẫu đầm này thì em thiết kế là ở phần trên cổ đó, cổ tròn mà có kết hợp cho mình dây kéo và phối cho mình là cái viền jean, nó sẽ màu nhạt hơn ha. Túi thì em vẫn may hai bên đầy đủ mà là dạng túi xéo có kết hợp viền cho mình đó nè. Đó, dây chai phía sau là kèm cho mình dây kéo, túi sườn hai bên đầy đủ nha. Chất liệu vải này thì các chị cứ yên tâm ha, nó không có bị cứng thô đâu. Vải thì nó vẫn mềm mại, vẫn nhẹ nhàng, có độ rũ, có độ thước tha, đồng thời lại vẫn có độ co giãn nhẹ cho mình nữa. Size số đầm này là từ 45kg đến 73kg, tương đương là từ size S đến size 3XL luôn đó các chị. Thì bây giờ mẫu đầm này đang rất là cháy hàng tại nhà TTV Store luôn. Do đó nếu mà mình ưng mẫu đầm này, tranh thủ mình chốt đơn liền để em có size giao nhanh và liền cho mình các chị yêu ha.